À, và ở đây mình có dòng Dumbo Panda nuôi nước tảo này các bạn. Đó, còn cá rất là sung luôn. Đây là hồi thường ngày thì Dumbo Panda này mình bán với giá là 200 ngàn năm 4 cặp, và hôm nay thì mình sẽ bán cho anh em chơi với giá là 200 ngàn 5 cặp nha các bạn. Đó, tính ra thì chỉ có 40 ngàn một cặp thôi. Đó. Cá rất là sung khỏe luôn ha các bạn. Đó, bây giờ hello các bạn, thì hôm nay ở chỗ mình nó đang mưa các bạn. Đây tách cá đẻ quay cho anh em coi nè. Anh em coi con mái nè. Tới ke thì nè, con mái nè, nó đẻ rồi các bạn, cái bụng nó con như nè, mà lúc chưa đẻ còn dữ nữa, để tôi ghép cái video mà chưa đẻ cho anh em coi ha. Đây là con mái Dumbo màu sắc. Con mái này có cái đặc điểm á là cái bụng nó to kinh khủng luôn các bạn, mà tôi tách hôm nay 4 bữa là nó không đẻ, động chờ gì mới chết chứ nè. Con cá này 4 bữa rồi đó mà nó không đẻ các bạn. Nó ác ghê thiệt chứ. Nè mà nó đẻ ra được mớ nè. Đây là máy Dumbo màu sắc ha. Hãy nghĩ chi mà ban ngày thì tôi quay cho anh em xem cái bộ máy tôi đang tách đẻ 20 con máy màu sắc ở ngoài kia kìa. Lúc này thì màu sắc nó hết rồi. Đó, bây giờ là tới HB Retro các bạn. HB Retro hôm nay thu hoạch cá khá là khủng luôn. Đây nè, một bầy. Đây là một bầy, bên đây là hai bầy mình nhập lại chưa có tách ra. Thì nói chung là mấy con máy mà máy đẻ đợt đầu đó các bạn nè, quá trời luôn nè. Để tôi quay cho anh em xem cái bên này. Nói chung là máy cái đẻ đợt đầu á thì nó đẻ khá là ít. Nhưng mà cái mấy con này sau nó đẻ nhiều quá cho nên con cá con á nó không có được đạt các bạn. Còn mấy con máy nó đẻ ra cái bụng nó muốn tớp luôn các bạn. Mà bây giờ mình thì mình dưỡng nó ha. Mình lại bỏ ra cái khay này mình dưỡng nó. Nó đẻ ra con cá con nhỏ quá thì khá là khó nuôi các bạn. Cá con này mà không có hạt tơ là không biết sao luôn á. Mà đừng có cho nó bệnh là được rồi. Nè các bạn coi nè, con cá nó đẻ ra, con cá này là nó đẻ được 3 ngày rồi mà nó nhỏ xíu mà. Thấy không? Đâu phải là lúc nào cũng tốt. Con cá này quá nhỏ luôn mà. Hồi lúc mới đẻ ra còn nhìn nhỏ nữa. Cái này là cho ăn được 2 ngày, 2 3 ngày gì đó. Nè, bên đây anh em coi nè. Nhỏ xíu thôi bạn. Nhưng mà mong là nó đừng có bệnh tấm đuôi kim hay cái gì á. Cái này đã tách ra cái hồ này có nguy cơ chắc sắp bệnh nữa bạn ơi. Nè, con nhìn cái hồ này không ổn rồi nè không. Này cái nước của hồ này thì nó tốt. Nè là nhìn cái mấy cái phần phân cặn á nó gom gom cục cục lại là nó tốt à. Nè, còn mà nó chưa dơ kiểu này là nó sắp không ổn rồi đó. Vi sinh nó không ổn á. Nè, cũng như là cái hồ này là nhìn nước nó không ổn, cái hồ này là ổn. Đó. Không, hình như ở trong cái video thì anh em nhìn nó cũng vậy à. Còn ở ngoài nhìn nó hơi đục đục tí ha anh em. Đó. Nè, nó hơi đục đục một tí. Hơi đục đục một tí nên mình mới thấy nó không ổn các bạn. Con này máy latium nè, nó là con cá đẻ đợt đầu nó đẻ không mấy con rồi nó ăn mất tiêu luôn rồi trời. Thời nó ăn luôn rồi các bạn ơi. Còn ba con cá con à, rồi bỏ luôn. Bên đây là con HB nữa nè. Đây là cũng máy latium nè. Đó. Quá trời quá đất luôn. Ở đây còn nữa, để tôi quay cho anh em coi nè. Này, cái này là HB tơ ha. Lúc này HB tơ lên quá trời quá đất luôn. Mấy con này á là tôi mới cho nó ăn hạt tơ các bạn. Đó. Mới ăn xong. Lúc này mưa quá. Rất là nhiều. Nè, tôi coi cho anh coi nè. Này là latium rô. Bộ latium rô lên lúc này khá là đẹp. Mình ra các con nè, không? Ở dưới đây nè. Đó, anh em coi con mấy con trống tơ mà cái vây nó đã lắm. Nè, mập ú nù luôn các bạn. Hồi bữa trước á tôi có quay là nói phơm cá hạt tơ mà thì sáu cử, có nhiều anh em khá là không đồng ý ha. Thì nói chung á là tôi thấy người ta cho ăn bình thường á, có nhiều trại người ta cho ăn bình thường ha, chứ không phải phơm. Phơm thì anh em phơm mỗi người có một cách, mỗi người có một cách riêng cho nên không có nói ai được hết á. Còn phơm sáu cử hạt tơ nó mỗi lần ăn cho ăn có một miếng ha bạn ơi, cho nó bung vây bung đuôi thôi, tại ở không thôi. Chứ anh em cho ăn một cử hai cử gì đó mà cho ăn nhiều thì cũng được. Còn người rảnh thì lâu lâu rác miếng thì nói sáu cử. Có nhiều anh em nuôi cá thì thấy nó hơi quá. Nhưng mà thật sự ra tôi thấy mấy chỗ mà nuôi cá bình thường nha, nói cá bình thường chứ không có phơm nha, là người ta có một cử trùng với ba cử hạt tơ rồi thì nó cũng xem như sáu cử. Nè con mái này bị cái gãy lưng này. Nói sáu cử thì thôi chứ mỗi cử cho ăn có chút xíu à. Đó là mấy con cá phơm. Còn những con nào mà
Bình thường thì cho ăn sao cũng được á, ngày ba cử được rồi. Cám đồ là gì cũng được, nói chung là miễn có ăn là được rồi, đừng cho nó bỏ đói là được. Nè, anh em coi mấy con trống rồng đỏ nè. Quầy rồng đỏ. Mấy cái hồ này chưa có mới chưa có chà cái mặt trước cho nên nó hơi ấy xíu. Rồng đỏ nè. Rồng đỏ này hàng học sinh sinh viên thì thường là 50 ngàn cặp, còn hàng tuyển lựa thì tầm 90 ngàn ha. Đó, cá quá là sung lục. Này đang ghép, đang có con mái vô nè. Đó. Hay luôn, lúc này mà tôi kiếm con rế làm giống thì khá là khó vậy. Đã đợi mới kiếm được 10 cặp mà bị chết hết 8 con 7 8 con trống rồi. Cái này là cá sai chút xíu mà nó lên tay thì tỷ lệ full lưng của nó về 3 tháng rất là cao ha. Đó, thì lấy bộ này về làm giống thử coi. Tại vì mình bỏ rất e lâu lắm rồi, thì hôm trước mình có nhờ cái trại gia công làm cái bộ này nè. Nhưng mà lúc đó thì anh em mới tập chơi mà chơi con coi rất e này á, thì nó cũng khá là gọi là không có được ha. Cho nên bán cho anh em mà anh em chơi vì nó dễ chết á, thì tôi không làm nữa. Đó, không có nuôi nó nữa ha. Mà anh em biết sao mà giờ tôi làm lại không? Tại vì nhiều anh em làm quá rồi á, cái rồi cái anh em có thể tự chơi được à, tự gì ta gọi là hiểu biết về nó á. Nhiều anh em giờ chơi được những dòng mắt đỏ thì biết về nó rồi, còn lúc trước của mình tôi bán ít người bán chứ không phải mình tôi bán à, nhiều anh em không biết. Có thể thấy anh em mà nuôi mua mà về nó chết thì tôi cũng không có nỡ bán ha, nên tôi không làm một thời gian. Và bây giờ tôi sẽ kiếm giống tôi tự tôi làm luôn, không cần ngay gia công mà hết mất công về nó lấy về nó xóc nước rồi tùm lum á. Ở hiện tại thì tôi bây giờ hồ cũng khá là nhiều rồi, bây giờ làm những dòng mà mình thích thôi, mình thích. Như bây giờ đang làm rồng xanh, rồng đỏ, HB Retro, Latium Retro, thôi Red Air mà chưa có ra số lượng nhiều các bạn, đang có các con không à. Đó, lúc này tại lúc này tôi ngừng không có lên video bán cá nữa, có Dumbo Panda hồi nãy thì còn đó. Đó, theo anh em coi tối mà ra cho nó ăn đã không. Tối thì dặm mặt Tommy ha, tối thì anh em đừng cho ăn trùng, trùng sao nó không ăn á. Nó không ăn rồi sáng vi sinh nó chết, là hồ hư nước ha các bạn. Đây nè, hồ mới còn quá trời nước, hồ quá trời. Thấy không? Đó. Nè, bên đây là lúc này tôi có chơi lóc nữa các bạn, cho nên anh em nào mà cần lóc á thì cứ nhắn cho tôi. Nhất là tôi bây giờ ở đây á, hiện tại là mình đang chơi là mấy cái hồ này nó bị nắng quá ha. Để bữa nào quay. Bây giờ đang chơi là đã hiện có ha, đang chơi nữ hoàng với Red Super Red Red Barito nè, con này Red Barito nè. Thì hôm nào tôi sẽ quay lại cho anh em xem, này là con nữ hoàng nè. Con nữ hoàng này là con nữ hoàng sai khoảng 11 quá các bạn. Đó, thì tôi về tôi thuần nữa các bạn. Thì cái về nó dễ bệnh lắm, mà tôi qua cái thời gian mà mình thuần về thì nó sẽ đỡ bệnh hơn. Nè, ví dụ như con này mới về nè, đông tiêu rồi. Đang cầm thuốc nè. Không, mấy con cá này về nằm đáy nha. Còn mà anh em cần thì tôi có thể bán cho anh em những con mà nó sung như vậy, nó bơi nhìn nè. Vì là anh em về nuôi tỷ lệ nó rất lên rất là đẹp. Còn những con mới về thì tôi phải dưỡng nó các bạn, đó không? Mới nhập về nè, bên đây nó nè. Mới nhập về phải dưỡng chứ. Nè, nó nằm đáy, nằm tước cũng lên thấy không? Nè, mấy con này phải hạ nước kìa, thì nói chung là đánh thuốc rất là nhiều. Nè, còn này Super Red ha. Hôm nào tôi quay cho anh em xem chứ giờ nó tối thui rồi. Nè, Super Red nè. Không, con cá đỏ lét luôn hả các bạn. Nè, tại vì lại thì cho anh em bữa nào tôi quay thẳng một clip lóc, mà anh em có thể lướt lại cái clip trước á, tôi quay khá là đẹp. Còn bên đây là bầy dòng xanh ra giống rồi bạn. Xanh này đang kiếm, mới kiếm được một bộ xanh la đơn được cực kỳ đẹp luôn các bạn. Lúc trước chơi xanh Indo mà nhưng mà thấy bộ xanh Indo đó không ổn cho nên đổi qua xanh này. Bộ này thì đang làm giống nên khoảng có 10 cặp làm giống ha. Bên kia thì cũng có một hồ giống nữa mà tôi tách ra rồi, hình như nó đẻ rồi mà đẻ khá là ít. Mấy con này thì đang ghép tại vì thiếu trống gì ta, cái bầy này tôi chia của ông anh, ông thiếu trống cho nên lấy trống nhỏ nè. Tao trống này trống cơ chứ thật sự con trống nó đẹp lắm. Để qua bên kia quay cho anh em xem, hồ trống còn khá là nhiều, chuẩn bị chờ cá đẻ lên cá con thôi các bạn. Còn nguyên vàng bên đây chưa có chà nữa đâu, còn vàng bên đây thì full cá rồi. Còn cá con không bạn, các bạn coi thấy không, nãy mới quay cho anh em xem á nè. Còn trong kia thì đang làm 50 cái hồ kiến nữa. Rồi bên đây là Latium Go này, ép thiếu trống quá trời luôn, anh em mua đẻ sao mà giờ thiếu trống quá trời luôn, có 7 có 3 con trống à.
nhưng mà không sao, cá cũng có cá đẻ các bạn nè. Đây rồng đỏ nè, rồng đỏ bữa bỏ con trống nhưng nó không có ấy. Bên đây này vui lắm nè, đây là rồng đỏ BDS nè, không rồng đỏ này trên hồ kiến nãy các bạn đó. Hàng này là tiễn ra rồi ha, hàng này là 90.000 một cặp, cá rất là đẹp các bạn. Anh em nhìn top view mà anh em thấy cái vây lưng của nó nè, như con red roll luôn các bạn. Thiệt bộ này là tôi làm khá là tâm huyết mới giữ lại bộ này. Bộ này hồi đó mua là hát mon nhưng mà về nuôi bãi khay này nó không có lên hát mon các bạn ơi. Đó, mình có những có tỷ lệ lên hát mon nhưng mà mấy cái hồ này thì chuẩn bị lên tảo rồi nè. Còn bên đây là rồng xanh nè, anh em để tôi quay cho anh em xem con rồng xanh nè. Đó, rồng xanh full latium luôn ha. Đó, cá rất là đẹp. Cái này tại mình nuôi quay nền xanh thôi chứ thật sự ra nếu mà quay cái nền đen thì cực kỳ đẹp luôn nè. Bỏ qua đây rồi đó, anh em thấy không, sự khác biệt không? Nhưng mà này là cá giống rồi, cái này mình ghép vô rồi thì con trống thì nó không có đẹp. Này là tia đẹp thấy không, tia nhuyễn này nè, nên nuôi thủy sinh rất là đẹp. Mà những dòng này thì đánh cho học sinh sinh viên tầm dưới 100.000 thôi, còn những dòng mà trên 100 thì cho anh em nào có điều kiện chơi. Rồi ok thì mình quay tới đây thôi. Khoan, còn rồng đỏ nữa các bạn nè, bộ rồng đỏ rất là đẹp luôn. Bộ rồng đỏ này tôi chia ra một hồ kính và một cái hồ này, thì thấy cái hồ này á thì con cá nó cái bò điện của nó không bằng hồ kiến ha. Nhưng mà được cá nó có bầu sớm. Đó. Nói chung là nuôi khay thì nó không có bằng hồ kiến lại cho lắm. Đó. Này cũng sắp đẻ rồi. Mình mong mà mùa mưa rồi thì mỗi hồ bỏ thêm muỗng muối đồ vô ha các bạn. Đó thôi, mình kết thúc video tại đây ha. Ok, cảm ơn các bạn nha.